Ngày 23 tháng 9 tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Kết quả đã bầu 55 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban thường vụ gồm 17 người. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm Phùng Thái Quang, Phạm Chí Tâm, Lê Thị Kim Thúy và Trần Đoàn Trung. Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh ngày 8 tháng 3 năm 1977, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, dân tộc Kinh. Bà Trần Thị Diệu Thúy từng kinh qua các nhiệm vụ như Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Cuối năm 2013, bà được phân công làm Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp và tháng 6 năm 2015 giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp. Tháng 4 năm 2018, bà được bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đến nay.